Mấy anh em mình xin kính chào cô bác, chị, các bạn. Chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác, anh chị và các bạn sức khỏe và dầm năng. Hôm nay ngày Chủ nhật, mấy anh em ra chợ cao quét cái chợ Thường An luôn. Đại náo chợ Thường An này. Anh Huy, anh Ba, anh Thành, hôm nay ba anh em ra chợ đi chợ nha. Coi như là hôm nay là mỗi một người được 150 ngàn. Mua cho em 5 món, thích mua gì mua. Đây 450, anh ba anh em kia đi. Làm gì mà định, mà đếm mà định. Mặt lớn tuổi, mặt yếu. Wow. Rồi vô chợ Thường An mua, đặc biệt phải 5 món nha. Rồi. Thích mua gì mua. Hôm nay mấy tay này ra chợ mua đồ ăn thi với nhau cho nó vui. Wow. Hey, hôm nay chợ Chủ nhật, chợ rất là đông. Sao thấy thấy cái món gì chưa? Hả? Thôi lúc cao hả? Thôi lúc cao ăn chắc ngày quá. Hả? Đây bán hàng bảo mua gì bảo mua. Có chiếc xe này án mặt tiền hết trơn. Mua vậy, mua nhiêu con, mua đi. Mua làm sao mà đúng 5 món nha bạn. Hả? Mua 5 món to luôn. Mua có mấy, mua mấy con vô vậy. Mua ở đây cũng có bán đó nè. Ủa còn bơm có người mua hả? Trong luôn. Có rẻ con cự hả? Anh Huy sẵn sàng cũng mua vậy? Tính lại đó mua con tôm bự mà chị kia mua rồi. Dạ. Con tôm càng bự rồi. Mua chi? Rồi lại chi? Còn dưới tiền anh. Dưới tiền anh. Coi anh. Rẻ kìa. Rẻ luôn á. Này chị bán vừa cho mà. Rồi tiếp tục. Đi. Rồi kiếm con tôm càng bự rồi mua con. Thích mua gì mua hả? À. Ừ. Mua con càng cà bá nữa. Sao anh ba mua gì trên ba? Chưa. Chợ đông quá. Hôm nay ngày Chủ nhật. Rồi chưa ai Chủ nhật. Chợ đông. Đây người ta đi chợ. Rất là đông. Hả? Có lại đó rồi ha. Mua thịt heo gì đây? Mua thịt heo. Con bông bự không thị. Số người bán là đắt lắm. Đắt hả? Con nó nhỏ nhỏ hả? Dạ. Ăn gì Quy? Cá hay gì? Tôm. Tôm đó hả? 140. Còn tôm cỡ này là 400 á. Em tính mua con bự đó đó. Em quay clip em ăn giờ mà chơi xuống hồ. Em anh mua vậy đi hoài thế. Có tôm được sao kìa. Mực ống ngon quá nè. Mực ống ngon quá.
Cái gì? Cái gì? Tính mua tôm bự mà không thấy con nào bự. Nói vậy quá. Mấy tay đi hoài không thấy mua chẳng gì. Dạ, chứ mình có tôm bự không em? Mua gì, mua gì? Đây. Đây. Xe bắt đầu chị ơi. Có tôm nào bự hơn này nữa không? Không có tôm càng hả? Mua mực nang hoặc mực trứng á. Bạn mua mà mực ống á, ăn được đâu. Tại vì mực ống phải làm lại. Trong đó là nó còn phân nhiều lắm. Bái tôm này anh ơi. Thôi bạn mua ăn mực. Chứ bạn nãy mà bạn mua mực ống bạn mua liền á. Ăn này đi. Có mực nang với mực tốt kìa. Mua là quay clip mà. Nó không có giờ phút không có làm lại. Bao nhiêu đó đó hả? Mực ống phải làm lại á. Hả? À, anh mua nó giao mua bao nhiêu rồi? Mua tới 5 món. Anh mua tới 5 món lận. Thế mua 2 con à? Ừ. Ông nghe tự. Ừ. 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 Cái này lên tới 10 mấy nè. Ông cầm nè. Ông cầm cái tiền đi đi. Đâu? Cái lụm đi. Mấy bà. Có hàng cốt gan luôn. Nghe mấy 2 món nè. Đâu đâu kiếm kiếm. Trời ơi. Anh mua 50 ngàn thôi. Không. Không. Anh một hồi thà là anh tặng riêng cho bắt anh nhiều. Nhà là hai con mực kinh giới nè. Cái nào đâu? Rồi ok. Rồi. Hôm nay mấy tao đi ăn hải sản không? Đâu cái tôm kìa. Nó ngàn tôm hả? Cái này. Tầng trăm mà đó hả? Tầng trăm rồi đó. Chà. Con con ơi. Học bếp khởi mà đi chợ mà chưa đủ 5 món này bù tiền túi ra. À. Học bếp nha. Ok, giá lại con rồi. Một con là 50 ngàn, người ta bán cho 1 triệu thì thôi. Ai biết. Của chúng nó là 44 à. Ủa, lum. Đi đây nè. Mày cái đâu được anh ơi? Cái này đâu rồi? Đâu rồi? Thôi à, mình bớt tôm lại đây à, ok hả tôm với mình ta chịu đúng rồi tôm hả ừ cái tôm rồi bây giờ được 2 món rồi anh ba 1 món anh ba rồi sao mua gì nữa trời có anh không rồi đó đi đâu đâu quay hả sát thủ thịt heo bữa nào mua cũng phải mua thịt heo anh mua 56 hả 26 à vô thất thịt luôn làm giật anh hả anh thịt to không anh được mấy món rồi hai hai ba hả chưa hôm nay ăn sương sương hả à, quan trọng là ai chọn cái món gì ăn lẹ thôi ừ mày mua thế này nữa được không được anh tùy anh muốn mua à. Mua anh ta gọi cho tiền ta anh gọi cho tiền là 40 2 món nữa dạ đây 2 món rồi
Rồi đây xong, xong món là ba món luôn, ba món ai đây. Anh mua gì nó thành tới đấy rồi, thịt thì mua ghé mua nè, thịt nhóc hả? Thịt gì không mua gì à, nó ngon ngang rồi. Heo quay nguyên cục này đây. Hơn 60, 60. Bây giờ quy định nó còn 30 à, tại giao giao nó chết. Ba khỏi hết bạn ơi. Tại vì do quy định là 5 món á. Còn lỗ thì xếp tiền túi ra. Ừ. Nhưng mà chắc không muốn lỗ đâu, tại vì chờ cái ăn cái giải kia mà. Sắc kia là bỏ ra quán ăn luôn á Dũng. Bự đại để dễ ăn. Bự thì nhỏ đây. Như vậy đó là được đó. Thấy nó ngon. Vậy là anh Huy ba món hả? Ba món. À, anh ba ba món hả anh ba? Ba món. Thành món này nó mấy món anh? Ba. Ba luôn hả? Rồi lên đường. Có gì nữa? Còn để chưa? Đang kia. Ba. Vậy thành là mấy chục hả thành? 50. 5 hả? 2 tô bún chứa, chờ quá thì hết được 2. Chào ơi. Nói ra ăn hải sản không ăn trái cây quá ơi. Quá sao bữa nay đẹp trai quá ơi cái đội này. Ghé quán hả? Hả? À, ghé quán hả? Ghé quán ăn chơi biến ăn. Rồi ok. Vô làm luôn. Có mượn chỗ không? Có mượn cái giặt nè. Rồi. Để vô giặt này luôn hả? Bây giờ Ngọc ơi. Cái gì trả tiền luôn. Anh ba thêm cái gì? Tô hủ tiếu, tô hủ lèo. Đưa tiền cho Ngọc. Là còn tiền không? Rồi Ban Thành. Mấy tô sĩ ba hả? Hai tô 50. Rồi còn ba hai tô 40. Anh Huy. Của anh tô củ tiếu với tô cháo 50 bạn. Hai tô 50. Bây giờ Ngọc có ai Ngọc trùng để riêng hay Ngọc? Ngọc ơi. Dạ. Cái đồ mà hải sản nè, em trùng để riêng mà người của người nào lấy rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, cái của anh nè. Của này của anh nè. Cái bọc này của anh nè. Còn cái này em bỏ cho em mà múc cháo. Cái này múc cháo em bỏ vô rồi đừng có trụng chính anh nha. Cái bỏ của người đâu người? Đây, tôm, à, tôm mực là 2 món. Này cháo là 3 món, này thịt bò. 4 4 món này tô cua tiếu xong, 5 món. Có bao lâu đâu? Này quay mực, thịt bò, cua tiếu. Thịt bò nước lèo. Thịt bò nước lèo luôn à? Cứ bao thành đó bao thành. Tôm, này quay mực. Nó leo vậy là món là đủ hết không? Rồi. Nói với anh em thế này, đua với nhau, hết trước được 1 triệu, hết sau được 5 chị, ha? Mấy này mình lột không? Ăn lột, hả? Vừa ăn vừa lột. À. Có vừa ăn vừa lột chứ không có lột trước còn gì nó không công bằng. Ok. Rồi, mấy anh em hiểu hết không? Rồi. Trang nước mắm rồi. Khoan, anh ba trang đi ba. Không lột tôm là 1, 2, 3 mới lột. Anh em hiểu hết không? Rồi. À, Sơn đại diện mấy anh em là tổng mời cô bác chịu bạn dùng sáng với mấy anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị nhá. 1, 2, 3.
Hôm nay mình thấy Thành đi chợ hình như là sai chữ thực. Thành mua đồ hơi nhiều anh em. Mua 30 ngàn tôm một đống. Anh Quy mua nhóc luôn. Mà hình như là nãy anh Quy mua 60-70 ngàn gì phải Quy? Con mực, tôm. Xiết bạn ơi. Thấy người đẹp lại rồi mà nó ướt vậy. Anh ba gì anh ba không có tôm anh mang lẹ đó, tôm mắc lọt đó nha. Anh ba thì đồ nhiều hơn nhưng ba không có tôm, anh ba không có lọt. Rồi, nóng của mình thời gian nóng mình lột tôm. Cái này ăn nhanh đó cũng ok nhưng mà phải mình đi chợ mình chọn chiến thực mình mua đồ cho nó gọn chút. Nó có thắng được. Này mình thấy Huy chắc thắng rồi. Huy chọn đồ hay gọn. Thành hôm nay chọn chữ thực sai rồi. Heo quay vô nhiều quá. Rồi. Dễ nhất có chủ nhân rồi. Hay quá quên. Dễ nhất có chủ nhân rồi. Phải gã lại là khẩn chứ em. Đã khẩn sai chứng thật rồi. Sai chứng thật phô không? Ăn cháo mà bỏ thịt bò vô. Vô thịt vô. Cháo mà bỏ thịt bò là lẹ nhất luôn. Cái đó là cái kinh nghiệm á. Hôm nay bạn Thành là đi ruộng không? Không có đi chợ. Đi chợ hôm nay bị hố rồi. Đây, bạn Thành đi gì? Bạn đi chợ thường thường chút đó bạn Thành. Bạn đi ruộng quay, đi chợ chậm quá. Tiêu nóng thiệt. Cái phần hủ tiếu mốc của bạn Thành là mốc sau cùng. Hai tô sau cùng. Anh nóng hơn anh em. Anh em đó là chủ quán mốc ra trước. Hôm nay Thành bắt lại rất nhiều.
vừa nóng mà vừa sai chiến thuật nữa. Bình thạnh ra chắc tôm ra lên nhà. Hết kẹp rồi, bạn thạnh hết kẹp rồi. Gán ăn hết cái tôm đó. Giờ cờ luôn bạn ơi, chứ bạn không có kẹp rồi bạn ơi. Còn tôm nữa kìa. Chứ mà bỏ quỷ của tội. Lần nào bà cũng thua rồi. Sau cùng á, đây của bạn, tôi bạn sau cùng á. Ăn xong rồi cầm mấy tôm về cho con gái. Rồi xong đi ruộng. Chứ bữa nào không có tiền cà phê đâu bạn. Rồi xong. Hôm nay là anh ba thôi với anh ba. Hôm nay anh Tại mua quay á. Anh quay thì tôm lọt cũng lo hay lâu nhưng mà không sao. Anh dính hay quay. Rồi phần thưởng của anh em đó làm rồi cho thời gian chờ bạn Thành ăn. Sao em không em nói sao em chỉ cho anh Quy đi chợ đó. Dạ chị, anh Quy có đi chợ đừng mua heo quay. Dạ anh bị lần rồi, anh bị lần rồi. Chiếc này đắt đi, chiếc xe em chỉ bằng Thành đi em bằng bằng này nè. Chỉ gọi anh Quy mua chồng chồng đúng không, em chỉ Quy cách đi chợ là phải thắng đúng không? Hôm trước là phải thua bằng này không Ngọc? Đúng rồi đó. Đi chợ mà mua leo quay với ngực rồi cái xe làm lớn. Đi chợ thì mua cái hồng tông. Hả? Đi chợ mua cái xe làm lớn trước là cái to đi. Chuyến sau có đi chợ nữa là giao kèo là chỉ ăn cá. Cá tép, cá tép. Chụp cái mặt anh ơi, mặt dính giấy anh ơi. Cái mặt kìa. Chào áo anh chị vậy. Trời ơi. Anh xuống áo xuống ba. Nói chung là anh kéo áo lên nó rất là nhạy cảm. Đúng rồi luôn. Mua cái con mực nang á chị vừa chín cái đang mềm eo. Mềm. Còn anh đi mua bạch tuộc là cái xe đầm lớn. Bạch tuộc phải nấu cho chín. Chín thì nó dai. Mực nang á. Mực nang mới ngon. Chắc đi thêm Quy chia ra quá. Sao em? Hả? Cho Ngọc. Chân Quy đi chợ mà bữa nay nó lẹ quá thì lẹ. Lẹ lại không? Đây, xong. Chấp nhận thôi em ạ. Chứ sau là bạn mai mốt bạn đi chợ được nhiều chút. Bạn phải đi ruộng hả? Rồi phần tìm anh em ơi gọi hết bốc đi. Chúc đỡ ra hai chị tặng cho bạn Thành. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị và anh đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng cho là bao.